Tại hội thảo, những ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất sản phẩm cơ khí do Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam VAMI cho biết, trong 10 năm trở lại đây, cơ khí Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Trong 10 năm trở lại đây, thực hiện chương trình đầu tư phát triển cơ khí trọng điểm, bộ mặt của ngành cơ khí Việt Nam đã có những chuyển biến rõ rệt. Doanh thu sản phẩm cơ khí tăng đều khoảng 20% một năm. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động áp dụng khoa học công nghệ nên đã làm chủ đầu tư nhiều hạng mục công trình lớn như là thủy điện Sơn La, các thiết bị nhà máy xi măng, giàn khoan dầu khí tự nâng 90 mét nước, vân vân. Tuy nhiên, hiện nay thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển kỷ nguyên công nghiệp 4.0, đòi hỏi ngành cơ khí Việt Nam phải bắt kịp xu hướng phát triển. Do đó, tại hội thảo, các chuyên gia trong ngành cùng hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành cơ khí Việt Nam đã tập trung trao đổi, thảo luận các chuyên đề liên quan đến chính sách đẩy mạnh hợp tác phát triển đầu tư công nghệ, xuất khẩu cơ khí và bài học thành công, đổi mới đầu tư cơ khí trên hướng đi mới, vân vân. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực giúp các doanh nghiệp trong ngành phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, liên kết đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao năng lực vị thế của ngành cơ khí Việt Nam.